Đúng rồi, mưa nhiều khi mưa nó cũng giọt, nó dách thì nó cũng giọt, ướt nệm cũng khó ngủ lắm. Đồ là mình để ở trong này. Dạ. Tiểu đồ đi kéo dạ, bên đây hả? Tiểu bên đây, dạ đi kéo bên đây. À. Đi cầu đi kia nọ xuống dưới sông nước hoặc đi lên gừng, đi lên tuốt chợn. Trời ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sau một tuần thì Bùi Hồ quay trở lại xã Tân Thành thuộc huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Như cô bác quý chị biết đó, ở đây khoảng 200 hộ dân là cô chú số Việt Kiều Campuchia. Sau thời gian lên đến đánh bắt nơi biển Hồ vì thủy sản không còn nữa nè. Rồi một phần là sống ở nước bạn gặp nhiều khó khăn, nên cô chú xuôi dòng sông Mekong trở về lại đây. Đa số các căn nhà ở đây đều rất là cao chót vót, vì mỗi lần á, khi mà nước ở Hồ Dầu Tiếng dâng lên thì cô chú phải cắt căn nhà như thế này nè để tránh lũ. Phần thứ hai là sống cặp theo Hồ Dầu Tiếng, bởi vì các cô chú ở đây sống ở biển Hồ Campuchia rất là lâu rồi, với một cái nghề gọi là nghề đánh bắt. Về đây thì không có công ăn việc làm, tập trung ở trại này sống bên bờ Hồ Dầu Tiếng để sống với cái nghề cũ. Nhưng cuộc sống đắp đổi bấp bênh thì có một với rất là nhiều tình cảnh chung là cô chú sống ở đây đó. Thì có một hộ là của bạn này mà trước đây Bùi Hồ có ghé thăm. Thì bạn này phải nuôi hai đứa con nhỏ. Trước đây đó thì bạn này có nói rằng là sẽ hỗ trợ một cái chiếc xe để đi bán vé số cùng với lại hai đứa con nhỏ của mình. Tuy nhiên thì theo chia sẻ của chú tổ dân phố ở khu vực này đó thì ngôi nhà cũng đã mục nát hết rồi. Và đặc điểm tình hình chung là ngôi nhà ở đây không có nhà vệ sinh nữa cô bác anh chị. Đây là những ngôi nhà tạm bợ đúng nghĩa là che mưa che nắng. Và để gặp gỡ thì thay mặt cho cô để trao một phần quà yêu thương ha. Đây hai đứa con, em tên gì anh quên mất tiêu rồi. Cơ hả? Nay là còn lột hộp điều không? Dạ còn. Vậy hả? Dạ. Nay lột được nhiêu? Dạ khi thì về bận rộn kia nọ, làm kia nọ tới sáng tới chiều cũng được 3 kg. Vậy hả? Dạ. Rồi cái chân của cô em là bị tật đi được không? Dạ được. Đi đứng, được? Dạ đứng thẳng thì được nhưng mà đi là không được. Đi không được hả? Dạ. Em bước vài bước qua đây được. Đi rất là chậm. Mà bây giờ để nuôi cho hai đứa bé mà nó có sữa có tả thì rất là khó luôn. Gần lại đây tí xíu. Để nuôi cho hai đứa bé nó có sữa có tả thì mà mỗi một ngày chỉ có mấy chục ngàn tiền học đều thôi hả? Dạ. Ngày hôm nay gia đình mình ăn cơm gì? Dạ chưa có gì ăn cơm hết. Sáng thì qua bên ông già chồng ăn cơm ké. Rồi có hay tin tức gì về chồng của mình không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Rồi hai đứa bé có mấy ngày nay có sữa uống không? Ở ngày ăn cơm này kia nọ thôi. Ở đây là hai đứa bé là không có tả nha cô bác anh chị. Hai đứa con là không có tả gì hết trơn á. Bé này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé này 5 tuổi. Xích vô đây đi cho hai bé mát tí xíu. Rồi bây giờ là ngôi nhà này á thì rất sắp sập luôn rồi. Sắp sập luôn những cái cây cột này nè. Nó được chắp vá rất là tạm bợ luôn. Nhà mình là không có nhà vệ sinh rồi, đi vệ sinh thì sao? Dạ đi lên tới túc trên nhà quan á chợn. Sao? Đi trên túc nhà quan á chợn. Lên nhà mà đi. Dạ đi lên vô gừng này kia nọ mới đi được. Rồi tắm. Dạ tắm thì tắm ở đây. Vô trong bồn tắm này kia nọ thì bỏ cửa xuống tắm. Dạ hả? Dạ. Anh rất lo cho em là một điều như thế này nè. Tại vì khi mà em chiếc xe á là có thể là mua được. Tuy nhiên là em di chuyển chiếc xe bằng sao được không? Dạ, chiếc xe lắc á. Lắc này kia nọ. Rồi hai đứa bé rồi ai giữ? Dạ có thể đem theo để lần sau rồi đi đem bán nhẫn được. Dạ hả? Dạ. Giữa sửa nhà với lại mua xe là thích nào trước? Dạ nhà. Nhà hả? Cái nhà mình cắt lâu chưa? Dạ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Lúc đó là mình cắt ở đây là có chồng mình ở đây cắt phụ mình hay sao? Dạ. Có. Lúc đó là cắt ngôi nhà bao nhiêu tiền? Không nhớ. Nãy là cơ nói là gia đình mình ngày nay ăn cơm với gì? Thì cũng ăn cơm thì thường cũng có cái gì ăn nấy thôi, cũng không có tiền để mua đồ ăn. Không có một đồng tiền để mua đồ ăn, có bao nhiêu tiền thì cứ tích lũy cho con của mình được có cái phần sữa. Vì biết đâu là khi mà bé, hai bé nhỏ mà nó bệnh á thì không có tiền đi bác sĩ luôn. Không có tiền đi bác sĩ nó chi là không có tiền ăn, không có tiền uống sữa, nó chỉ là tiền đi bác sĩ.
Và bây giờ mình sẽ giải quyết những cái vấn đề nào trước thì nó trước. Tại ngôi nhà này mà các bé mà đi mà mạnh mạnh đi xíu là sợ sập ngôi nhà luôn á. Vậy em cho anh lên nhà được không? Dạ được, dạ được. Dạ, cứ lên em đi trước đi, em đi trước đi. Dạ. Ở đây là cô chú số Việt Kiều hơn gần 200 hơn 200 hộ dân thì khoảng gần 200 hộ dân thì đã được có giấy tờ và có nơi ở ổn định. Tuy nhiên các cô chú, các bạn cũng như là cô chú này á. Dạ. Về ở đây thì vẫn còn tá túc tạm bợ một cách rất là tạm bợ ngay tại chỗ này. Dạ. Đi hộ của các bạn. Dạ. Dạ. Anh đợi em chút rồi để em mở dẫn. Không 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 sao không sao. Em bước ngang được không? Mày đi tới đi. Cái này là chỗ ngủ của mình đó hả? Dạ đúng rồi, đây là chỗ ngủ. Ôi trời ơi. Dạ. Chỉ có tấm nệm nhỏ vậy thôi. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Có nệm nhỏ kia nọ, mùng cũng có văn đỡ ngủ. Mùng ban đêm thì ngủ mũi cắn lắm. Dạ hả? Dạ. Rồi ở trên là mấy cái cây tạm bợ như thế này đó hả? Dạ đúng rồi. Mưa nhiều khi mưa nó cũng dột, nó dách thì nó cũng dột, ướt nệm cũng khó ngủ lắm. Đồ là mình để ở trong này. Dạ. Trời ơi. Ôi, không dám bước mạnh, không dám bước mạnh mấy cái cây này nó mục hết à. Chơi. Ôi giời, ghê quá. Dạ, không sao, bước đi. Không sao hả? Dạ. Nghe gặp gần. Đó, ở đây là các bé mà nó nhỏ nhỏ, cái chân của nó bé bé. Dạ, mà nó đi lại đây có khi nào nó lột cái chân ở dưới không? Dạ không. À, hả? Dạ. Anh còn sợ nó bị lột ở dưới này nè. Dạ, rồi nhà vệ sinh sao? Đi. Dạ, đi tiểu rồi, đi kéo dạ, bên đây đi hả? Tiểu bên đây, dạ đi kéo bên đây. À. Đi cầu kia nọ xuống dưới sông nước hoặc đi lên rừng, đi lên tuốt trển. Trời ơi. Đi vệ sinh là phải đi ở trong nhà hoang hoặc là dạ, đi ở trong rừng. Dạ, rồi nữ vậy em sợ không? Khi cũng hơi sợ cũng phải chịu giờ. Ừ. Hôm nay gia đình mình ăn cơm ăn với gì vậy? Dạ thì cũng không có gì ăn hết à, mà có thì chỉ có nước mắm kia nọ cháy kho quẹt ăn đỡ tạm qua ngày cho mấy mẹ con ăn vậy thôi, chứ giờ không có tiền để mua đồ ăn. Dạ. Mong ước sửa lại ngôi nhà thôi. Dạ, mong ước sửa lại ngôi nhà với lại được ở với mấy mẹ con hạnh phúc là được. Ở đây là mấy tấm tôn mục hết rồi đó hả? Dạ đúng rồi, mục hết nè, chỗ này nó dột nè. Chỗ này nó dột vậy hả? Dạ đúng rồi, chỗ này nó dột, với lại chính giữa nó cũng dột hết rồi. Đã cái cảnh khổ á, thì người nam sẽ mạnh mẽ và chịu đựng dễ hơn người nữ. Dạ, tuy nhiên một người con gái như em lại nuôi hai đứa con, với lại cái chân tật nguyền mà sống trong cái nhà này á, không biết là bước lên bước xuống cái cầu thang nó cao chót vót vậy, rồi đi vệ sinh rồi không biết sao nữa, có khi nào bước lên bước xuống cái chân nó yếu quá nó bị té không? Dạ nhiều khi á thì ngồi lạc hột điều á thì ngồi lâu nó tê giò. Ừ. Muốn đi cầu này kia nọ đợi cho nó xíu cho nó hết tê giò rồi mới đi được á. Em bước ra đây tí xíu đi. Ở trong nhà này cực kỳ thấp vì cái phần từ ở dưới cái mặt đất lên á, lên đến cái nhà là đã cao rồi. Dạ. Mà nếu như gần hồ vô tiếng là gió sợ nó sập nên là nữ cắt cho nó thấp. Tại vì nếu như mà cắt cao quá thì sẽ bay luôn cái ngôi nhà. Dạ. Em ngồi đây đi, cơ đúng không? Dạ. Ừ. Cái này là cái dụng cụ để mà kiếm tiền của em cơ. Mỗi một giờ như vậy, ở mỗi một ký như vậy là kiếm được bao nhiêu? Dạ thì một ký được có 6.000 à, mà từ sáng tới chiều chứ được có 2 ký, 3 ký hột điều à. À là mình phải lột ra vậy hả? Dạ đúng rồi. À, gọt lột phải là gọt cho sạch này kia nọ là mới giao cho người ta. À lột sạch vậy đây, một ký là 6.000. Dạ. Lột là cái này là mình sẽ căn ký lại. Dạ không, mình làm xong rồi hết rồi người ta đem cây căng xuống đây là người ta mới căng lại cho mình. À, lỡ nhốt của người ta thì sao? Lỡ sót thì em kêu người ta lựa đi, cứ đem xuống đây để cho em ngồi em lặt lại cũng vẫn được. Dạ. Đây là cái cách kiếm tiền duy nhất của mình hả cơ? Dạ đúng rồi. Mình làm cái nghề này là bao lâu rồi? Dạ từ lúc mà 14 tuổi đến giờ là. Dạ hả? Dạ. Anh muốn hỏi nè, ngày xưa là gia đình mình nghèo quá, mình đẻ một đứa bé với chồng mình một đứa bé thôi, sao mình phải sanh tới hai bé vậy? Dạ thì do gì đam mê cũng phải có đứa con gái.
Đẻ nước con trai rồi phải có kiếm thêm đứa con gái mà lại để bầu rồi mà sau này mổ, em mổ không mà chứ không để đẻ nữa. Mổ lọt cái con trai em cũng đành phải chịu, cũng để nuôi nó luôn. Có bao giờ là không có tiền mua cơm ăn rồi không có tiền uống sữa luôn rồi mình tự ôm con mình khóc không? Dạ cũng có chứ. Kể anh nghe với. Cái đó là lúc nào? Chồng em đi làm em dọn tới ra mâm cơm, em vẫn nhớ chồng em lắm. Nhớ vì đói hay là nhớ chồng không có người phụ nuôi con mình? Dạ đúng rồi. Em mấy đứa bé hỏi thăm ba nó không em? Dạ có, nhiều khi á gần tấm mâm cơm đi kia nọ hỏi mẹ ba đâu, em nói ba đi làm con gán ba thời gian đi rồi ba về với mẹ con mình. Rồi nhiều khi cũng nhớ mấy đứa con thì cũng nói nhớ nhắc về ba thì cũng rơi nước mắt lắm. Cơ có chia sẻ rằng á, đôi khi vì cuộc sống của mình và hai đứa con á, em phải đánh đổi là em phải lựa tức rạng sáng ngày hôm sau luôn à, để có tiền cho con mình uống sữa, rồi một mình phải vất vả nuôi mình vậy á, thành thử là khổ thân lắm cô bác anh chị. Ở trong cái khổ thì mình mới biết được cái khó của nó. Ờ, nên là nữ là chỉ có những người ở trong hoàn cảnh như thế này mới hiểu thôi. Chứ để nói hết bằng lời, bằng những giọt nước mắt thì không thể nào nói hết được. Ờ. Bây giờ là nếu như mà có điều kiện sửa nhà cho em thì em chịu không? Dạ chịu. Chịu hả? Dạ. À ở đây sửa nhà thì được nhưng mà không có nhà vệ sinh được đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có sửa để cho nó tạm ổn lại thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Trời ơi. Ngoài ước muốn sửa nhà ra còn có ước muốn gì nữa không? Dạ thì cũng có điều kiện này kia nọ, làm cũng kiếm chút út đỉnh này kia nọ, rồi xong cũng phải kiếm tiền nuôi hai đứa bé. Khi thường thường á, thằng bé em á thấy người ta đi lượm da chai nói mẹ con đi lượm da chai nha. Em không cho nó đi á, giấu em đi lượm da chai, gặp da chai suốt này đi bán kiếm tiền đi ăn bánh này kia nọ lật vật. Em thường thì em cũng đâu có tiền để cho bé ăn bánh đâu. Lặt này em nói con ơi giờ nhà mình khổ lắm, đừng có đòi ăn thứ này kia nọ. Quyết định đi lượm da chai được. Khi một nó lượm da chai sắt này kia nọ, ngày cũng bán không cũng được mấy chục ngàn á, được 25 hoặc 20 kia, nó chạy đi mua nước ngọt hoặc mua bánh đem về nhà cho em nó ăn. Khi tới chiều thì kia nọ cũng không có tiền để đổi ga hoặc là mua đồ ăn uống, cũng phải nhịn nhút lại ăn. Lúc nãy là ăn cơm cái gì? Dạ lúc nãy thì cũng làm nước mắm khô quẹt người kia nọ lên ăn vậy thôi. Đổi một cái chai ga chỉ có 25.000 thôi. Chai ga mini nãy Bùi Hồ có quay có bán chị. Đây là mình chỉ đổ nước mắm vô để mình ăn thôi. Dạ đúng rồi. Rồi các bé cũng ăn nước mắm luôn. Dạ. Nước mắm khô rồi. Thường thì có ba mẹ chồng ở nhà, về nhà thì kia nọ còn ăn uống được đầy đủ. Còn mà không có ở nhà rồi đi làm xa đó, ngày vẫn làm nước mắm khô quẹt ăn như hoài vậy đó. Làm như thế này nè, lúc mà Bùi Hồ làm cô bác anh chị biết không? Làm để ra được một hộp điều mà nó sạch để mà cho thực khách á, đến tay của thực khách người tiêu dùng á, nó cực công lắm. Và làm cái công rất là rẻ mà thưởng thức một hộp điều một tí xíu thôi, mà những người làm cái công đoạn mà lao động với thủ công như thế này nè, cực lắm đó, phải tỉ mỉ lắm. Thậm chí là đôi khi là cái tay này nè, bào cái nó mòn không băng lại là phải đứt tay đúng không cơ? Dạ đúng rồi. À. Còn mà thay dao mới này kia nọ làm mới thì hết, nó mòn hết trơn cái ngón tay này của mình luôn. Làm mà khi giật mình kia nọ quá thì đâm chọt vô tay, cái đây cũng có đứt tay hoài mà đường cũng không băng quá luôn. Giờ đang lặt một điều dao lục lắm. Thôi không thay dao. Thôi ngày hôm nay á, thì anh với Út Đồng Tháp có mặt ở tại đây
để thăm lại cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Nghe lại thì càng xót thân, thương thêm. Cũng mong rằng là anh sẽ có duyên, Mạnh Thường Quân sẽ có duyên với em sửa lại cái toàn bộ cái nhà này cho nó ổn định tí xíu. Vì tình hình chung là ở đây là các cô chú là ngôi nhà tạm, ngôi nhà vợ tạm bợ, ngôi nhà nhắc á, đúng nghĩa. Nên là nữ là các cô các chú ở đây á là không có nhà vệ sinh. Ngày hôm nay thì anh đến đây thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho em 2 triệu 100 USD là 2 triệu 550 nghìn đồng gửi cho em để em mua sữa, mua tã cũng như là xoay sở cuộc sống trong gia đình. Dạ, cảm ơn các cô chú này kia nọ cũng đã giúp đỡ đến gia đình em. Dạ, em xin cảm ơn nhiều. Mừng không? Dạ mừng lắm chứ, giờ có tiền mua đồ ăn cho con ăn cũng mừng lắm. Nó cảm ơn cô Julie Hoàng. Dạ cảm ơn cô Lucy Hoàng. Ở Mỹ, cô Hoàng ở Mỹ á. Dạ chúc cô ở bên đó rất là vui vẻ và hạnh phúc và giúp đỡ gia đình con nha, cảm ơn cô nhiều ạ. Ở video clip trước thì Bùi Hồ có tâm sự chóng vánh những đoạn clip chưa đầy đủ về cuộc sống của em Cơ cùng hai người con của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay bước được ngồi ở trên cái ngôi nhà sàn như thế này, vừa cảm giác nó sợ, Bùi Hồ vừa cảm thấy sợ nó hồi lắc lư đông quá, hồi cái nó sợ nó sập luôn bất cứ lúc nào cũng không biết. Cái thứ hai á, là với cái đôi chân bước đi khập khiễng của Cơ thì lại càng khó khăn hơn khi mà phải nuôi hai con nhỏ của mình, không có người chồng bên cạnh. Cũng mong cái video clip này sẽ lan tỏa đến nhiều người để cho cô bác quý anh chị biết được rằng sau khi từ nước bạn Campuchia hồi hương trở về thì đã khó khăn rồi, với cái cuộc sống người ta gọi là không quốc tịch thì đối với Cơ thì lại càng khó khăn hơn. Cũng mong là sẽ được lan tỏa yêu thương đến mọi người. Còn ngày hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho em Cơ 100 USD tương ứng với 2 triệu 550 nghìn đồng để cho Cơ có thể xoay sở cuộc sống trong gia đình. Và duyên của mọi người thì sẽ khác nhau. Rất mong thì Cơ sẽ sửa lại được cái phần ngôi nhà này bé bé xinh xinh để cho hai bé nó bước chân đi nó khỏi lọt xuống những cái kẻ an toàn hơn tí xíu. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.